Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 14 tháng 6. Còn bây giờ thì hãy cùng xem bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin gì nổi bật nhé. Liên quan đến vụ việc bé trai 33 ngày tuổi được phát hiện là tử vong trong chậu nước, mẹ của em đã thừa nhận chính là hung thủ giết chết con đẻ của mình và để lại dòng chữ trên bậc cầu thang. Trước đó như đã đưa tin thì vào khoảng 5 giờ 40 ngày 12 tháng 6, ông Vũ Đình Lăng sinh năm 1948 trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã phát hiện ra cháu nội của mình nằm sấp trong chậu nước. Và khi ông Lăng bế cháu lên thì xác định là cháu bé đã tử vong. Được biết thì tối ngày 11 tháng 6 bé A ngủ cùng bố mẹ tại buồng tầng 1 và tại cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 thì có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày". Vào sáng ngày 14 tháng 6 thì theo kết quả điều tra của cơ quan công an, nghi phạm giết hại bé Vũ Việt A được xác định chính là mẹ đẻ của em. Và bước đầu theo cơ quan công an xác nhận thì chị Phạm Thị Trờ khai nhận là hành động giết con trai mình. Chị là người sinh hoạt ở địa phương và trước thì có nhiều biểu hiện của vấn đề trầm cảm. Bố đẻ của chị cũng có tiền sử của bệnh thần kinh và hiện tại thì các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc này. Mới đây tại một đêm chung kết của một chương trình thì Hồ Quỳnh Hương đã bất ngờ tức giận và hủy hợp đồng vì ban tổ chức đã ưu ái để cho Harry Won ngồi ở vị trí giữa khi làm ban giám khảo chung. Được biết là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng muốn ngồi ở vị trí giữa của ghế nóng. Tuy nhiên thì do một số live show có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Harry Won, Toliver nên là cô đã thoải mái ngồi ở vị trí bên để giám khảo và nhạc sĩ Dương Khắc Linh ngồi xen ở giữa hai giám khảo còn lại. Và đến live show thứ 8 thì Hồ Quỳnh Hương không thể góp mặt vì bận việc riêng. Ca sĩ Harry Won và đạo diễn Quang Dũng đã được ban tổ chức mời đến để cùng ban giám khảo Dương Khắc Linh chấm điểm và đánh giá các thí sinh. Khá bức xúc vì đàn em được ưu ái ngồi ở vị trí chính giữa nên là phía Hồ Quỳnh Hương đã quyết định hủy hợp đồng và không tiếp tục tham gia chương trình nữa. MV Bống Bống Bang Bang của nhóm nhạc 365 đã lập một kỷ lục mới khi là MV đầu tiên của Vpop đạt hơn 200 triệu lượt xem sau gần một năm ra mắt. MV Bống Bống Bang Bang chính là MV cuối cùng trước khi mà nhóm nhạc 365 tan rã để các thành viên có thể phát triển sự nghiệp solo của mình, đã được lập kỷ lục mới vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Sản phẩm âm nhạc này đã chính thức cán mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube và cũng là MV đầu tiên của Vpop đạt được con số này. Ca khúc là nhạc phim của dự án điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể do nhạc sĩ Olisi sáng tác dựa trên câu chuyện cổ tích Tấm Cám. Trong MV thì các chàng trai hóa thân thành những nhân vật dân gian quen thuộc như là Trạng Tí, Dần Béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt. Với giai điệu vui tươi, ca từ gần gũi thì bài hát đã nhận được nhiều sự yêu mến và đặc biệt là đối tượng góp lượng view nhiều nhất chính là các em nhỏ. Ngoài Bống Bống Bang Bang thì một sản phẩm âm nhạc cũng đang tiến tới mốc 200 triệu lượt xem, đó chính là MV Xúc Sắc Xúc Sẻ của bé Bảo An. Hiện tại thì video này cũng đạt được 191 triệu lượt xem. Một tòa nhà 27 tầng đã bất ngờ ngập trong biển lửa. Rất nhiều cư dân đã cố gắng thoát thân bằng mọi cách và một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đã diễn ra tại thành phố Wye nằm ở phía tây của thủ đô London nước Anh. Nhiều cư dân đã tuyệt vọng và cố gắng thoát thân khỏi đám cháy bằng cách buộc dây thừng, ga trải giường để leo khỏi tòa nhà đang chìm đắm trong biển lửa. Và những tiếng kêu trong vô vọng trong khung cảnh hỗn loạn của khu vực tòa nhà Grenfell của thành phố Wye ở phía tây thủ đô London nước Anh vào rạng sáng nay. Những người dân sống quanh khu vực tòa nhà này thì cũng vô cùng hoảng hốt khi mà phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Và được biết là có khoảng 120 hộ dân sống tại đây. Ngay lập tức thì khoảng 12 giờ 54 phút đêm hôm đó thì 45 xe chữa cháy và hơn 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn. Vì lối ra của khu vực tòa nhà này khá hẹp nên là các xe cứu hỏa đã rất khó khăn để có thể tiếp cận được tòa nhà. Ngọn lửa lan ra từ tầng 2 và nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà khiến cho 200 lính cứu hỏa gặp rất là nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ. Sức nóng khủng khiếp và khói bốc ra từ vụ hỏa hoạn đã khiến cho không ít người bị thương và ngạt thở. Người dân hoảng loạn thoát thân khỏi tòa nhà trong cảnh tượng hoảng loạn và lo lắng. Và cho đến thời điểm hiện tại thì nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa được công bố. Theo một số nhân chứng sống tại tầng 7 cho biết thì bà được yêu cầu rời khỏi tòa nhà thật nhanh vì nơi này sẽ có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Hiện tại thì chưa có thông tin cụ thể về tình trạng thương vong. Công ty Cây Xanh và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khuyến cáo người dân trong thời tiết mưa bão bất thường này thì nên hạn chế ra đường trong thời tiết mưa dông vì gió lốc và cây đổ sẽ rất nguy hiểm nếu như người dân di chuyển trên đường. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty Cây Xanh cho biết, sau khi kết thúc đợt nắng nóng gay gắt thì thường sẽ xảy ra những hiện tượng mưa dông và kèm theo gió lốc mạnh. Để hạn chế tai nạn do cây đổ, cành gãy khi gió lốc thì công ty này đã kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo các cơ quan chức năng khuyến cáo kịp thời đến các người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa việc di chuyển ra đường khi có mưa lớn và gió lốc. Ngày 12 tháng 6 vừa qua thì Ban chỉ huy phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 103 TBPCTT về cảnh báo mưa lớn ở khu vực thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ là theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Trung ương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên là từ đêm ngày 12 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, rất có khả năng mưa sẽ rất to và có gió mạnh, nên là họ đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong những thời điểm có mưa lớn và gió mạnh.
Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.